Smart door lock, chìa khóa, vân tay của Malaysia hả? Wow, chất lượng cao luôn nè. More security là an toàn. Xuất xứ của Malaysia. Công ty bên anh là công ty gì? Ok. Rồi bây giờ thử mở cái hộp này coi bên trong nó có cái gì nha. Nay review khóa cho giới thiệu cho công ty luôn. Rồi dễ ha. Ồ, cái này có nút bấm hả? Thấy anh này là dở lên thôi. Đó, bây giờ bóc viên ra nè. Đó, thấy chưa? Wow. Đây là có, thấy có bộ chìa khóa. Thấy có bộ chìa khóa, hai bộ chìa khóa hả? Smart lock hả? Dạ, hai thẻ từ, hai mắt cơ. Bên trong sau nó có bộ pin nữa nè. Một bộ pin. Wow, có một cái hướng dẫn gì đây? Hướng dẫn gì? Đo lỗ đục đẽo. Thôi với anh kia anh hướng dẫn mới biết. Một cái là sổ bảo hành của công ty luôn á hả? Lê Văn Trung là ai vậy? Kỹ thuật viên anh á hả? Wow, em mốt mà có khi nào mà lắp cái cửa này xong mà mình vô nhà mình không được thì cứ kêu lên bên Lê Văn Trung để mở. Ở trong đây nó có cái gì nữa đây ta? Hay là thân ngoài nè. Ô, thân ngoài, nó kêu là thân ngoài luôn. Cảm ứng chìm nè. Ô, ông này móc viên luôn rồi đó. Cảm ứng chìm. Chính số sao và thăng, đây là cả là logo đi khóa cơ để riêng biệt. Chia chống sao chép, coi như có sao chép cũng không vô được đúng không? Chống sao chép có nó vô giống như là smart key của mấy xe mô tô vậy hả? Chống sao chép. Cái này là có cái sạc dự phòng để trừ trường hợp hết pin đột ngột sạc luôn. Ồ, cái này nó sử dụng bằng pin luôn ha. Cái này là từ trong. Bên trong thì nó cũng giống bên ngoài đúng không? Nó có đặc biệt hơn cái là nó có chốt này là chốt riêng tư, chốt tơ riêng tư khóa trong đúng không? Tối hai vợ chồng ở trong nhà là muốn khách thứ có mật mã hay gì cũng không vô được. Dạ. Ok. Khóa ăn cái là chỉ có ở trong làm việc thôi. Đúng rồi. Đó. Là chốt riêng tư. Chốt riêng tư. Còn riêng bộ ruột này là 1kg/1. 1kg/1. Ô, cái bộ này không 1kg/1 hả? 1kg/1. Chốt là 304 hết, tất cả chốt 3 chốt 1, 2, 3. Thêm cái chốt này là chốt riêng tư. Ruột trong này rất dày. Bằng thép hả? Dạ, 304 hết. Đúng rồi, 304 hết, chống cắt hết. Nói chung là cứ cắt thì nói chung cũng mòn hết mấy cục đá nên thôi lười quá không bỏ cắt. Riêng cái thanh không này là thấy rồi, rất dày. Và mô ốc ác đi theo là 304 hết. Và đã luôn hết. Đây là một cái hộp còn gì nữa không ta? À, còn một cái hướng dẫn sử dụng riêng phải không? Hướng dẫn đó, cái này cái sử dụng bằng app TikTok. Tất cả cài đặt trên app là app TikTok hết. Cài đặt rồi mình ở trên nó là hướng dẫn tiếng Việt hết. Có nghĩa là có xài trên điện thoại được đúng không? Được, đúng rồi. Mở từ xa mở gần, hôm nay là được 3 cái thẻ. Ba người sử dụng. 3 cái thẻ, 3 người sử dụng. Mình muốn có thêm thì mình sẽ đặt về, thẻ trắng về và mình cài đặt thêm. Còn vân tay là sao? Vân tay thì lát nữa cài sẽ cài đặt ở đây. Ok. Đây, vân tay đây. Vậy là chút nữa xong là anh hướng dẫn chỉ dựng riêng phải không? Đúng rồi. Ok, rồi. Xin phép chủ nhà cho em. Ok, anh cứ động. Hôm nay coi rồi đó, ngày lành tháng tốt rồi đó. Gắn sao mai mốt á, mà mình ở chỗ khác á, mà người ta tới người ta mở vẫn không được là ok. Còn người ta mở vẫn được là cứ nghe anh Lê Văn Chung. Ok, rồi đây là một cái bộ gọi là trọn bộ khóa vân tay thẻ từ của công ty TikTok, sản phẩm của Malaysia. Rồi thôi bây giờ là tiến tới cái bước nữa là sẽ xem anh đó đục đẽo khoét set up cái cửa gỗ thành hồi cửa có vân tay. Mai mốt ai có vân tay là cứ bước vô là được hết phải không? Ok, giờ coi nó lắp ráp được rồi. Đây là trọn bộ cái khóa smart door lock của Malaysia, trọn bộ luôn. Rồi bao gồm có cái phiếu bảo hành nè, má khóa trong, má khóa ngoài, thì cái bộ hướng dẫn sử dụng, một bộ pin, một bộ thẻ từ, bộ ốc và một bộ chìa khóa chống sao chép. Rồi đây là trọn bộ đồ hành nghề khóa của anh Lê Văn Trung. Bây giờ bắt đầu là xử lý cái cửa này. Anh biến cửa gỗ thành cửa thép. Sau khi tháo ra có nghĩa là mình phải đục đẽo thêm một phần nữa để biết ráp cái bộ vô được ha. Nguyên chọn bộ cái khóa này là bao nhiêu ký? Cái cân nặng của cái khóa đó là bao nhiêu ký? 5kg. Wow, khóa không 5kg. Cái này dụng cụ là dụng cụ kêu là gì anh? Chuyên dụng. Chuyên dụng về đục đẽo. Đục đẽo. Trong cái phim mà Mỹ mà vô mấy két sắt của ngân hàng là thợ khóa chuyên gia cỡ anh đi không á hả? Dạ đúng rồi đó.
Ấy vậy đúng ra quay rồi phải che mặt anh đi, với mai mốt mà lỡ có cái ngân hàng nào mà nó kêu đi vừa mới có một anh đột nhập vô mà mất mấy vạn lượng rồi. Nó đây là đồ chuyên dụng ha. Nói chung là nó là một cái nhánh thứ hai của TikTok của Malaysia với lại TikTok Việt Nam. Nghĩa là TikTok ở đây là phân phối toàn quốc Việt Nam cho cái hãng của Malaysia này hả? Dạ. Coi cái này, cái ai coi cái này vô gỡ khóa nhà mình được, nó để lại nó lấy cái bộ khóa thôi. Ê, thợ khóa chuyên nghiệp thời 4.0. Cũng làm thợ khóa này là phải có 4 bằng. Thứ nhất là bằng cơ khí, bằng kỹ thuật, rồi bằng chế độ khóa ha, rồi bằng gì nữa, là cuối cùng thứ tư là gì? Bằng bắt hồ. Nhìn cái dàn khóa rồi đó, chuyên nghiệp anh biến trong vòng nửa tiếng là cái cửa này thành cửa sắt. Còn cửa sắt lắp hết cái bộ này tốn bao nhiêu thời gian? Chắc là khoảng tiếng. Còn cái người khác mà vô mà nó áo cái khóa này mất bao lâu? Nếu mà chưa có kinh nghiệm thì chắc không khoảng nửa tiếng, còn kinh nghiệm thì chắc khoảng 15-20 phút. Nhanh dữ vậy hả? Dạ, nói chung là khi đó thì nói chung là nó dở thì dở cái cửa ra. Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ ráp hai cái má này vô. Ngắm vô cái thấy giống khách sạn liền ha. Thang resort cái quà. Thang resort. Rồi bóc tem luôn. Đó, hai bóc tem rồi đó. A few minutes later. Kèo khóa mới. À, bốn cục pin này. Trong cái bộ phận pin này nó có một cái nút là nút reset. Nút này là để mình khôi phục lại cài đặt gốc, tức là reset lại hết luôn á. Dạ. Còn khi thay pin thì là mình chỉ bốn pin. Bốn cục này xài bao lâu anh? Bốn cục này nếu như mà mức độ gia đình mình xài chắc cũng được năm. Cả năm hả? Dạ. Đó, mình đại nữa. Còn là nút mình rút đơn giản thôi. Đơn giản vậy thôi. Đó. Ok. Còn em hướng dẫn sơ sơ đó là cái nút này là nút riêng tư thay cho cái này của mình. Đó. Cái nút này nút riêng tư, ngoài mật mã không mở được, không, nói chung là không có cái cách nào mở được trừ phi phía ngoài. À, còn em giới thiệu sơ sơ về cái khóa. Định cái khóa thông minh của mình á, khi mình đóng cửa lại á là nó sẽ chốt, mình đóng cửa lại thôi là nó sẽ chốt bằng chốt gió này. Ở ngoài phải có mã, mật mã vân tay, thẻ từ chìa cơ thì mới mở được. Còn cứ đóng cửa lại là anh chị đã mặc định là đã khóa bằng một cái chốt này rồi. Anh chị đi xa, anh chị chỉ cần gạt lên cho em sẽ ra thêm ba cái chốt này nữa. Ba chốt này là bút. Khi mà gạt ngược lên thì ba cái chốt. Mặc định mình đóng cửa lại là đã khóa bằng chốt này, trừ khi có mật mã. Có nghĩa là bên trong thì mở được nhưng bên ngoài không có mở vô được. Dạ đúng rồi, trừ khi có mật mã. Bây giờ hiện tại mật mã của nó đang là cố định 123456. Sau khi mình bấm mật mã, mình nhấn thăng, mình gạt xuống thì nó sẽ vô. Đó. Anh chị cẩn thận đi xa hoặc đi đâu ra khỏi nhà lâu, gạt lên sẽ ra ba cái chốt này. Đó. Đóng cửa vậy là đã khóa. Gạt lên nữa. Chìa cơ này phun vô nữa. Rồi xong. Giờ em sẽ hướng dẫn cài đặt trong trên cái app của mình. Anh chị lấy cho em cái điện thoại đi. Anh chị quẹt cái giữ cái màn hình vậy để cho nó sáng lên nè. Xong bắt đầu là mình lấy một cái điện thoại. Tiền gì đó. Điện thoại khi mà mình cài đặt xong mình giữ quẹt cái này lên, nó sẽ hiện lên và mình nhấn vô giữa chính giữa này sẽ quét khóa cửa. Tiếp theo nó sẽ hiện lên. Nó sẽ hiện lên cái này là ký hiệu khóa của nó. Mình vô đây là mình thay tên đổi họ rồi là cái khóa của mình không cần gì. Bây giờ nó đã kết nối rồi, không cần gì đâu. Chỉ trong sóng Bluetooth 5m tới 10m thoải mái cho anh chị. Gần gì mà nó cũng bị lỗi. Không phải là cái này do sóng, do cái kết nối của mình. Chứ còn bây giờ là nó xong xuôi rồi, anh chị ở trong nhà mở cửa vẫn bình thường. Sóng Bluetooth của nó cũng mạnh lắm. Tối đa gần 10m. Chẳng hạn như chị đang nằm ở trong nhà, hoặc ai gõ cửa, hoặc anh đi về rồi ấy, chị muốn mở cửa từ xa, nói chung là trong bánh kính của Bluetooth thì nhấn dây cái cho em. Đã mở khóa. Ok. Yeah. Rồi còn mấy cái app thì em giới thiệu chị nè, gửi đi. Rồi xong bây giờ chị thử luôn, hiện tại bây giờ em đang giả sử cái khóa mình đây là đang ra đâu. Chị nhấn mật mã kia đi. Rồi. Thăng. Gạt xuống cái. Đó.
Là mở giờ đúng không? Là mở giờ đấy chị. Dạ. Thì bây giờ là nữ đây là biên 13 giờ 3 giờ 54 phút đã mở cửa. Mở cửa bằng cái gì? Mở cửa bằng mật mã. Nếu mà chị bây giờ em hướng dẫn cái vân tay nè. Vân tay. Dạ, chị dẫn dắt cho vân tay đi. Vân tay thì nó lại còn dễ thêm vân tay. Rồi, chị cũng ghi tên chính xác để mình quản lý. Có lấy con khác không à, lấy một ngón. Xanh lá cây, xanh lá cây là được. Có lấy 4 ngón hay là một ngón. Vân tay này của mình hơn 100 cái nên anh khuyến cáo là bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái vân tay này nãy giờ anh lấy là được khoảng 6 nhưng mà muốn nó chảy nó xước như thế này nè, anh đưa vân tay vô đi. Rất nhạy. Cũng có ngón không, đó không, luôn. Bây giờ anh đang mở, anh đang sử dụng luôn. Đó, rất nhạy. Anh gạt xuống đi, gạt xuống đi. Đó, giờ là mở ra rồi đó. Phần một đưa quẹt nhẹ vô là nó ra căng rồi. Đó, rất nhạy. Gạt xuống đây. Đó, giờ đó. Rồi, bố ấy đi, bố lên ngón này nha. Bắt đầu. 1 2 3 1 more. Được rồi đó. Ok đó. Bây giờ bắt đầu thử hả? Rồi, mở cửa đi. Đó, nó rất nhạy. Gạt xuống cái thôi được rồi không? Chị có cài thì cài luôn, còn không cài thì bây giờ mới hướng dẫn. Ok, em chào cái vấn đề của em cái. Dạ, chị cứ quẹt đi. Nó cũng ra hả? Dạ, được. Cái này nó cũng ra. Dạ, được đó. Đó, anh chị để ý cái mũi chút tiếng motor này. Dạ. Đó, cả hai cái này chị sẽ cài. Còn em giới thiệu